Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái dòng sản phẩm nâng tiếng của hãng DB Acoustic. Thì có lẽ nâng tiếng thì rất là nhiều anh em biết rồi. Trên thị trường hiện tại thì có rất là nhiều dòng nâng tiếng và chất lượng thì cũng đủ kiểu hết. Thì từ hồi trước giờ mình bán hàng á, mình rất ít khi nào mà khuyến khích anh em sử dụng nâng tiếng, nhất là những hệ thống mà cao cấp. Nhưng mà đối với những hệ thống ở mức tầm trung bình và anh em muốn cho cái tiếng bass, cái tiếng trép nó tăng lên mà một cách dễ dàng nhất mà không cần phải am hiểu rõ về EQ thì nâng tiếng sẽ là một lựa chọn. Nhưng mà đương nhiên là phải lựa chọn cái dòng nâng tiếng nào mà cái chất âm của nó tốt, khi mà nâng tiếng lên mà vẫn kiểm soát được, vẫn giữ độ trong trẻo của chi tiết của cái âm thanh bass trép vẫn nét và rõ ràng, tăng lên nhưng mà không vỡ ghen thì mới là đáng để lựa chọn. Còn rất là nhiều dòng nâng tiếng hiện tại thì khi mà anh em lắp vào thì cái chất âm có tăng bass trép nhưng mà tạp âm nó nhiều hơn. Đó, thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em về cái mẫu EX200 của DB Acoustic. Thì đây là một cái mẫu với tầm giá cũng tương đối là ổn nhưng mà chất lượng rất là ok. Đó, thì cái mẫu này như anh em thấy trước mặt đây thì nó là một cái mặt phay nhôm trắng và nó được chia làm 3 kênh. Kênh thứ nhất là kênh bên trái, kênh bên phải và một kênh nữa là để chia cho sub. Đó, kênh thứ ba này là kênh sub. Thì led right này, hai loa trái phải. Và cái nút này là nút bypass. Khi mà anh em nhấn nút này vào thì xem như là nó sẽ bỏ qua chức năng nâng tiếng. Ví dụ như mình tắt tạm thời nâng tiếng để mình bật tắt để mình đánh giá thử nó khác biệt như nào thì mình chỉ cần nhấn nút vô thôi. Rồi thì ở từng kênh thì anh em muốn chỉnh bass trép thì rất là dễ. Ví dụ loud này là cái này, anh em để thay đổi cái dây dây bass này, tăng giảm bass này, tăng giảm chép này. Đó. Nó rất là đơn giản. Đối với những anh em không rành về công nghệ, không am hiểu về EQ thì anh em có thể sử dụng con nâng tiếng này để tăng giảm bass trap một cách rất là nhanh và cũng khá là hay. Đó. Thì cái sản phẩm này á hiện tại được phân phối trên tất cả các tỉnh, các anh em đại lý ở các tỉnh với mức giá rất là dễ chịu, đó 1.850.000. Thì anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ với số điện thoại 0902463342, mình sẽ hướng dẫn và tư vấn thêm cho anh em. Thì ngoài ra thì cái dòng sản phẩm này nó rất là hợp tông với cái những cái model mới nhất hiện tại của DB. Ví dụ như là anh em sử dụng con KM330 hay là KM310 gì đó. Đó, hoặc là main dòng series D, D5 cộng, D6 cộng, D8 cộng thì nó rất là trùng màu luôn, rất là đẹp luôn anh em. Và về cái phần chất âm mình sẽ làm thêm một cái clip sau để mình test demo về cái chất tiếng cũng như hướng dẫn chi tiết hơn về cái cách sử dụng.